Góc cảnh báo các bạn nhớ đừng like cái trên lưu kiểu này nhá. Nó bắt mình xem quảng cáo rất nhiều trong nó này mà nó không trả tiền này, mà đến lúc trả tiền nó đó mình phải nộp cho nó 50.000, xong nó gọi thì gửi tiền đây này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, kép này nó bị bắt giữ này. Đây. Đấy. Đây này, mình đã cái này rút được 2 tháng này rồi mà chưa thấy gì đấy, vẫn đang xem xét này. Đây, các bạn nhìn nha. Random này. Mình sẽ rút chỗ cái mình này nha. Đấy. Xong bắt được chuộc lại. Đấy, này nè. Bắt đầu này. Đấy các bạn nha. Đấy. Hai mình nhiều bạn này nhưng mà đây. Đây. Chịu. Ở đây để kích hoạt này. Đây là VIX app này, mình thanh toán này. Tháng 11 được hơn tháng rồi chưa thấy gì, mất trả tận 50.000. Đó. Nó bảo trả 50.000 thì nó sẽ thanh toán cho mình, nhưng mà không có gì cả. Đây. Vẫn đang xem xét đấy. Hơn tháng này. Đây, bác đã xem xét trong gần 10 ngày. Mà cái này bắt phải xem tận 60 quảng cáo mới kích hoạt. Kích hoạt rồi còn đây, đây này. Các bạn thấy không? Đấy, đòi trả tiền này. Mua hàng đấy các bạn. Mình sẽ thử test cho các bạn biết. Ok. Các bạn hãy đây, tất cả đều phải để xem này. Đây này. Đấy, kẹp này. Xem quảng cáo cho nó này. Why the ending is so wild? No. Nó xem cả cái đó. Không có gì đây. Bạn thấy không? Đấy. Tại sao anh luôn cảnh báo mọi người không chơi app tiền giả? Đây. Các bạn cũng đừng lên tên cái quảng cáo của bọn tàu này nhé. Quảng cáo với bạn hết. Ok. Và chỉ cho bạn vài xu. Vì vậy, nếu tôi muốn chơi các ứng dụng tiền thật, bạn có thể giới thiệu một ứng dụng kiếm tiền thật cho mọi người được không? Tôi khuyên bạn nên chơi Sweatworker. Đầu tiên, đó là một ứng dụng kiếm tiền thật, tiền thưởng 1 triệu đồng Việt Nam đô la tiền mặt vào ngày đầu tiên trực tuyến. Nếu bạn không tin tôi thì bạn hãy thử ngay bây giờ. Chà, Momo của tôi thực sự phần mềm này. Bắt mình phải mua tiền mới trả tiền cho nó. Ok. Thôi. Thực sự có 1 triệu đồng Việt Nam. Mình gọi là có một chút bạch cho các bạn coi nha. Đây chỉ là ngày đầu tiên nhận phần thưởng. Sau đó bạn có thể chơi trò chơi hàng ngày để nhận phần thưởng tiền. Momo nhưng mà thực ra có vào. Bạn càng chơi nhiều, bạn càng kiếm được. Không cần rút tiền mặt auto Momo. Đây, lừa đảo hết. Tiện lợi quá, bạn có thể giới thiệu cách tải ứng dụng này được không? Tất cả đều lừa đảo. Bây giờ hãy nhấp vào nút tải xuống bên dưới video. Bạn sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt 1 triệu đồng Việt Nam trong thời gian. Phần mềm scam nha. Scam nó sẽ quảng cáo cho phần mềm scam với nhau. Đấy, nó bắt mình xem quảng cáo như thế đấy các bạn ạ. Đấy, nhiều tiền hơn này lại kèm cả khá nữa nhưng mà không có gì đây.
Đây. Đây, đây này. Các bạn thấy có phần cắt ao này. Đây. Đấy, cái này lừa đảo hết nha, đây nha. Đây nha, đấy, đây này. Ví dụ mình thử cái này này, 10 triệu lấy ra. Đây. Nó bắt mình xem quảng cáo này. Mình ra mai nào cũng được để test thử cho bạn xem nha. Đây là game của bọn tàu đấy các bạn ạ. Đấy, đấy không? Trong 3 ngày này bắt phải trả 17.000 nhân lên nó sẽ thành 50.000 giống cái lúc nãy của mình. Đấy, tất cả đều vậy đấy. Đây, thật tệ vì không trả tiền cho nó này. Đấy, bắt phải xem hết quảng cáo này. Lừa đảo hết các bạn nha. Đây, cái này cũng thế này, lừa hết rồi. Đây này. Cái này rất còn lâu các bạn mới có thể kiếm được nha. Nó chỉ là vớ vẩn thôi. Đấy, đây là góc cảnh báo các bạn thấy nha. Đừng tải game tương tự như này nha.